Khi mà meta đường che ở mùa 6 là những con tướng tăng cơ trâu bò để bám cực kỳ khó chịu như Maokai, Poppy, Trundle hay Ekko. Vì sở hữu cho mình combo close up lửa băng, combo băng lửa ở vị trí đường che sẽ giúp bạn cực kỳ khỏe trong việc dọn dẹp lính cũng như gây sát thương trong giao tranh. Với nội tại đốt máu có mục tiêu ở gần quả áo tròn lửa cũng như khả năng làm chậm và gây sát thương lan sau khi dùng một skill của găng tay băng giá, những chống chịu đường che sẽ đẩy đường nhanh hơn rất nhiều và đặc biệt là khả năng gây một lượng sát thương cực kỳ đáng kể trong các giao tranh dài hơi. Chắc hẳn những hình ảnh về một Ekko lên full chống chịu lao vào giữa lòng địch gây sát thương và đeo bám liên tục và rồi dùng R để rút lui sau khi dứt điểm các carry đối phương đã diễn ra quá nhiều ở mùa 6. Nó giống như cái cách mà ở năm 2023 Kassante lên full tăng nhưng vẫn có thể cân 4 cân 5 hay dễ dàng solo kill carry đối phương giữa lòng địch với dạng khô máu. Với việc nâng cấp băng giá ở các phiên bản cũ sẽ giúp bạn có lượng làm chậm và vùng làm chậm cực tốt khi kích hoạt các trang bị làm chậm như song sinh ma quái và súng ngắn Hextech. Combo đồ này sẽ giúp các pháp sư như Vega, Ahri, Vel'Koz, Syndra vừa kiểm soát tầm nhìn từ xa tốt hơn với song sinh ma quái, vừa trở nên đa dụng hơn trong các tình huống giao tranh, vừa có thể tung kỹ năng trúng địch dễ dàng hơn trong các tình huống dùng sát thương khi đối phương đã bị slow. Tiếc thay, hai trang bị này đều bị xóa ở tiền mùa giải 2021. Đối với những người thích chơi hit and run, combo búa băng và rìu đen đã từng là những mảnh ký ức đẹp đẽ trong họ. Lượng làm chặn từ các đòn đánh thường khi sở hữu búa băng, cộng kèm lượng tốc độ di chuyển và xuyên giá cộng thêm từ rìu đen. Combo đồ này cực kỳ khỏe với các vị tướng có khả năng thả diều và chống tăng như Lucian, Vayne, Urgot, Garna. Và thông thường, combo này sẽ lên cùng với gươm của vị vua vô danh để khuếch đại khả năng truy đuổi cũng như diệt tăng. Dù là trước khi bị xóa đi hay lúc được thêm lại, Trường Trường Sinh vẫn luôn là cặp bài trùng với quyền trưởng đại thiên sứ. Khi mà combo đồ cần thời gian để tích số này, cực kỳ phù hợp với các vị tướng pháp sư cần khoảng thời gian dài để farm, cần nhiều năng lượng để spam skill như Rai, Kassadin, Cassiopeia, cũng như cung cấp cho các pháp sư này khả năng phòng thủ tốt để trụ lại trong giao tranh. Với lượng máu cực lớn của phù phép quỷ lửa mang lại cho bạn, cụ thể là 350 máu và 25% máu cộng thêm, món đồ này sẽ dễ dàng kích hoạt nội tại hồi phục của giáp máu Warbox, biến các vị tướng đi rừng chống chịu như Senyuani, Yak chẳng khác gì mang theo bệ đá cổ bên cạnh mình cả. Vì che chắn các tình huống có máu từ đối phương, lao vào giao tranh chống chịu rồi đi ra khoảng 15 giây là lại đầy cây máu, khiến cho combo này trở nên cực kỳ bá đạo vào thời điểm đó và đã khiến Riot phải nớp đi chỉ số của cả hai trang bị này. Với meta cờ lệ hiệu triệu kết hợp với bù lợi Baron thống trị bản đồ Summoner Rift, vì sở hữu thêm thông đạo Zoroark với những chú bọ hư không sẽ giúp bạn phá trụ đối phương cực kỳ nhanh. Combo đồ này cực kỳ mạnh với các vị tướng có khả năng đẩy lẻ mạnh và Zoroark là một ví dụ điển hình. Riot đã cực kỳ đau đầu với việc cờ lệ hiệu triệu quá imba, mặc dù họ đã có những đợt giảm sức mạnh nhất định cho món đồ này nhưng không hiệu quả. Cuối cùng, Riot buộc lòng phải xóa cờ lệ hiệu triệu ở phiên bản 8.12 và cũng xóa nốt thông đạo Zoroark ở phiên bản 9.23.